chào tất cả các bạn đã đến với kênh Anh Đào Sydney Vlog. Hôm nay Đào xin mời các bạn cùng theo chân Đào đi đến cái bảo tàng tượng sáp ở Sydney để cùng tham quan cùng Đào nha. Ở cái bảo tàng tượng sáp này có nhiều cái khu trưng bày về các biểu cái nhân vật nổi tiếng của lịch sử cũng như là những cái chính trị gia, những người nổi tiếng, và mời các bạn cùng theo chân Đào để ghé thăm cái bảo tàng tượng sáp ở Sydney nhé. Thiệt luôn á. Mày chụp hình á.
thiệt mà đâu phải giả luôn á. Thank you.
Nếu các bạn thấy thích video, hãy like, share để mọi người biết thêm đến video của mình nha. Subscribe kênh để tiếp thêm động lực cho mình ra nhiều video mới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.